Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Laptop. Phân khúc laptop gaming tầm trung luôn là được phân khúc nhiều người trẻ săn đón nhất thế giới. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là mức giá của nó vừa rẻ nè, vừa hợp túi tiền. Nhưng mà bên cạnh đó thì cấu hình của nó là không kém phần mạnh mẽ, cũng như là nếu như so sánh với sản phẩm cao cấp, nó chỉ thua thiệt một chút xíu thôi về những cái tính năng khác, chẳng hạn như về độ bền hay là về những cái yếu tố khác như là dung lượng RAM hay là bộ nhớ. Thì tất nhiên khi chúng ta nhắc đến những sản phẩm laptop gaming tầm trung khác, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến như là Asus ROG, Asus Top Gaming hay là Asus Strix, đúng không nào? Một cái tên Asus nó quá là cao. Tuy nhiên thì Lenovo với cái dòng IdeaPad, khi mà nhắc đến IdeaPad mọi người đều nghĩ ngay đó là sản phẩm thuộc sản phẩm văn phòng, nó không liên quan tầm trung gì cả. Nhưng mà Lenovo đã phát triển một cái dòng IdeaPad này sang một sản phẩm phân khúc khác, đó là gaming. Và ngày hôm nay mình đã mang nó lên tới tận đây cho mọi người thấy. Đó chính là chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Và hiệu năng của nó phải nói là có thể sánh ngang, không sánh ngang đâu mà tiệm cận sản phẩm phân khúc cao cấp, đó là i5-10300H. Vậy thì với cái hiệu năng như thế và với mức giá như vậy, liệu chúng ta có nên đánh đổi và sở hữu nó hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Về thiết kế thì nó vẫn giữ những cái nét đặc trưng, sự đơn giản giống với cái dòng IdeaPad trước. Sản phẩm IdeaPad Gaming 3 này nó có thiết kế bề mặt nhẵn mịn với logo ở cạnh bên. Tuy nhiên thì mặt lưng tráng màu sơn tối nên là trong sản phẩm nó sẽ chắc chắn và mạnh mẽ hơn, và nó vẫn không kém phần sang trọng. Trọng lượng máy chỉ 2,2kg, độ dày là 23mm thì tương đối khá là gọn gàng so với sản phẩm laptop gaming thông thường khác, để cho bạn có thể mang đi mọi nơi và chiến game bất kỳ đâu. Những đường vắt chéo, các góc quen thuộc, bản lề cũng rất là chắc chắn và được cố định ở giữa, nên gập ra gập vào cũng sẽ yên tâm về độ bền. Vừa mở máy lên, chúng ta đã thấy dòng logo IdeaPad Gaming, và đây có lẽ chính là điểm nhấn duy nhất của sản phẩm. Vì đây là sản phẩm laptop gaming tầm trung thôi nên là mặt lưng và khung của nó vẫn được hoàn thiện bằng nhựa, nhưng nhựa của nó là nhựa cao cấp chứ không phải là nhựa rẻ tiền so với sản phẩm khác. Các bạn có thể nghe thử tiếng của nó nha. Đó, khá là chắc chắn, cũng như là mặt lưng nó không có flex nhiều lắm, và cũng như là bên dưới bàn phím được cứng cáp. Bàn phím của nó được thiệt làm layout full size, có đèn nền, cảm giác gõ là tốt, hành trình phím sâu, các phím có kích thước lớn. Mình chưa bao giờ cảm thấy bàn phím của Lenovo mà làm tệ cả. Điểm cộng nữa đó là thân máy khá là chắc chắn nên là hiện tượng flex cũng không xảy ra. Chất pad có kích thước vừa phải, khả năng tracking nhanh nhạy, nút nguồn được tắt riêng ra khỏi bàn phím, có cả đèn LED hiển thị nữa. Về cổng nối được trang bị khá đầy đủ, chúng ta sẽ có cạnh trái là bao gồm cổng sạc nè, cổng màng LAN, HDMI, USB-A, USB Type-C và jack tai nghe. Bên bên phải chúng ta sẽ có cổng duy nhất, đó là cổng USB-A và cái khe tản nhiệt. Chi tiết qua về phần thiết kế là như vậy. Có thể nói là với cái dòng IdeaPad Gaming này, nó giữ hầu hết là gần 90% so với những sản phẩm IdeaPad trước. Nó chỉ có một vài nét chấm phá thay đổi nhỏ, chẳng hạn như là logo IdeaPad Gaming được in ngay bản lề nè, phím nguồn được đặt riêng ra và nó có đèn LED hiển thị. Đánh giá tổng quan về thiết kế thì mình nghĩ Lenovo dường như đang muốn tạo ra một sản phẩm chiều lòng nhu cầu của khách hàng khác nhau, như là vừa học vừa chơi, vừa làm văn phòng nhưng mà vẫn có thể chiến game một cách ngon lành. Nhưng mà cái đáng nói ở đây đó là nó sẽ dành cho những ai mà muốn chiến game nhưng mà nó lại không mang một cái phong cách hầm hố hay là nhiều người chú ý, chỉ là một phong cách bình dân thôi. Về màn hình thì nó trang bị kích thước màn hình là 15.6 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS. Nó có chất lượng hiển thị rất là tốt, sử dụng tấm nền là IPS nên dường như là mình có thể nhìn nó ở bất kỳ góc độ nào, chẳng hạn như mình có thể nhìn góc độ này hay là góc độ này hay là góc độ này, kể cả là góc độ này nữa, thì nó vẫn hiển thị rất chính xác, kể cả là màu sắc hay là từ chi tiết. Tuy nhiên thì độ phủ màu của nó không thực sự cao, độ sai lệch màu delta E của nó lên đến là 2.2, và nó sẽ không phù hợp với những nhu cầu như là làm đồ họa, designer hay là cân chỉnh màu sắc. Và độ sáng của nó cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Có lẽ nó sẽ thích hợp chơi game và làm việc trong phòng hơn là mang ra ngoài đường. Nên là những bạn nào có ý định chơi game ngoài cà phê hay là những môi trường nó có nhiều ánh sáng phức tạp chiếu vào, chúng ta nên cân nhắc mua sản phẩm này nha. Nhưng bù lại thì với vì màn hình mỏng thì vô tình đã làm tăng cái không gian hiển thị được đã mắt hơn và làm cho sản phẩm được tối ưu hóa hơn về phần diện tích. Về loa thì nó trang bị cụm hai loa ở bên hai góc nái máy. Tất nhiên thì nó cũng chỉ có tác dụng là nghe chữa cháy thôi, chứ thực sự thì nó cũng không có chất âm hay lắm, và cũng như là cái dải âm của nó chưa thực sự tách bạch rõ ràng. Các bạn có thể nghe thử qua đây nha. Và tiếp theo đây sẽ là đến cái phần mà mình nghĩ là mình rất là thích khi mà review cái sản phẩm laptop gaming, đó là cấu hình. Nó trang bị cấu hình là i5 thế hệ 10-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD M.2 PCIe, và card đồ họa của nó là GTX 1650Ti 4GB.
Đây là một vi xử lý có hiệu năng cao, TDP Max của nó lên đến là 45W và xung nhịp có thể boost tối đa lên đến là 4.5GHz. Điểm chấm qua Cinebench 20 cho thấy là sức mạnh của nó có thể cân tài cân sức so với i7 thế hệ 9 trước đây. Những cái thông số khô khan này nghe qua thật sự là mình không hiểu gì hết. Vậy thì hãy cùng mình kiểm chứng thực tế hiệu năng của nó như nào nhé. À mà có một điểm đáng tiền nữa trên sản phẩm laptop này, đó là nó được trang bị tần số quét là 120Hz. Vậy thì 120Hz là con số gấp đôi so với 60Hz thông thường trên sản phẩm laptop gaming, thậm chí là laptop văn phòng khác. Vậy thì không biết được là với cái hiệu quả gấp đôi như thế, nó sẽ mang lại hiện tượng gì đây? Chẳng hạn như là giảm bớt xé hình hay là ghosting hay không? Hãy cùng kiểm chứng qua những cái bài game sau nhé. Đầu tiên sẽ là tựa game CSGO. Đây là tựa game nhập vai bắn súng FPS mà được rất nhiều người gamer ai cũng biết đến, cũng như là đang phổ biến ở giai đoạn hiện nay. Thì với tựa game này thì nó được tối ưu hóa cấu hình rất cao, nên là FPS của nó luôn luôn đạt trên mức 100. Về phần hình ảnh hay âm thanh hay là những cái độ sự ổn định về FPS, nó đều được thể hiện rất là tốt. Hay đồ họa cũng vậy, nó được làm rất là chi tiết, từ cỏ cây hay là đạn lia súng hay là đạn té lửa từ nòng súng ra. Và tựa game tiếp theo đó là MotoGP. Thì đây là tựa game đua xe tốc độ cao, và bạn thấy đó, FPS luôn luôn ở trên mức 100. Và đặc biệt đó là cấu hình của nó là luôn luôn max setting. Các bạn có thể thấy đó, với cấu hình như vậy thì kể cả những tựa game phổ biến hiện nay hay những tựa game có cấu hình nặng hơn, đồ họa nó cứng hơn, nhưng mà nó vẫn đáp ứng rất là ngon lành. Và đặc biệt hơn nữa là với tần số quét 120Hz, những pha xả đạn hay là những pha giật súng hay những pha đua xe tốc độ cao, nó không hề bị giật hình hay xé hình gì cả. Các bạn coi qua hai tựa game thế nào? Rất là ngon phải không nào? FPS không hề bị drop frame ở bất kỳ giai đoạn nào cả. Thì mình có thử try hard ở một tựa game nặng nề hơn, đó là Assassin's Creed. Thì nó hơi nặng một xíu nên là FPS của nó sẽ hơi thấp, nhưng mà mình để là setting cấu hình là medium đó, nên là khá là ngon phải không nào? Không cần phải lên tới mức 2 đâu. Về những cái tác vụ khác như là Photoshop hay là Lightroom thì tất nhiên em này nó cân ngon lành rồi, không phải chê ở bất kỳ điểm nào cả. Nhưng mà cái đáng nói ở đây nó không phải là về hiệu năng, bởi vì chúng ta đều hiểu rõ được là hiệu năng của i5-10300H là nó mạnh mẽ như thế nào rồi. Nhưng mà cái đáng nói ở đây đó chính là về nhiệt độ. Nhiệt độ khi mà chạy nặng của CPU có khi lên đến gần là 80 độ C, nhưng mà nó chỉ hầu như tập trung ở ngay khu vực bản lề, còn ở vị trí cơ tay của mình dường như là rất mát. Và thậm chí là nếu chơi game trong phòng máy lạnh, chẳng hạn như ở trong cái phim trường này, thì mình không hề cảm nhận được cái sức nóng ở đâu từ con máy này phát ra cả. Nó chỉ hơi ấm nhẹ ở phần bản lề mà thôi, bởi vì đây chính là vị trí mà đặt cái khe tản nhiệt. Nhưng mà để đánh đổi được cái nhiệt độ nó tốt như thế thì chúng ta phải đánh đổi một cái, đó là quạt gió của nó kêu khá là to. Nên là những bạn nào mà thích sự yên tĩnh thì chúng ta nên cân nhắc về sản phẩm này nha. Cuối cùng là về pin. Thì với dung lượng pin 45Wh, mình chỉ sử dụng để xem phim hay lướt web với độ sáng màn hình là 100%, âm thanh loa ngoài cũng 100%. Mình sử dụng được khoảng là từ 3 cho đến 4 tiếng. Nói chứ về sản phẩm laptop của mình thì mình không có hy vọng quá cao hay là kỳ vọng cao về dung lượng pin cho lắm, là lúc nào mình cũng phải mang sạc theo cả, nên là vấn đề này chúng ta không có bàn nó là về nhược điểm hay ưu điểm cả. Nhưng mà có một cái đó là cục sạc của nó rất là to, và cục sạc của nó lên đến là 135W rồi, nên là sạc cũng khá là nhanh, không có nặng lắm. Ok, và để tổng kết lại, vậy thì với một sản phẩm laptop gaming tầm trung thế này, một sản phẩm Lenovo iPad Gaming 3, chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái thiết kế sang trọng, đẹp đẽ, nó không quá hầm hố, không quá nổi bật. Chúng ta sẽ có một trọng lượng nhẹ, vỏ gọn gàng và có thể mang đi khắp mọi nơi. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có một cái hiệu năng mạnh mẽ với chip Core i5 thế hệ 10300H, một chip hiệu năng cao. Và cuối cùng, đó chính là chúng ta sẽ có một cái tần số quét 120Hz, tăng cái trải nghiệm gaming của nó thực sự lên một tầm cao mới. Tất nhiên thì chúng ta sẽ có điểm trừ và cũng sẽ có điểm cộng. Và điểm trừ ở đây đó chính là màu sắc của nó về màn hình chưa thực sự bắt mắt cho lắm. Nó chỉ phù hợp cho những nhu cầu giải trí thôi, không phải là designer hay là làm đồ họa được. Và cái tiếp theo nữa đó chính là quạt gió của nó kêu hơi to, nên là đôi lúc mà trong phòng yên tĩnh một mình thì nó sẽ phá cái sự relax và so chill đó của bạn, nên là nhớ cân nhắc nha. Mà thôi cũng không sao cả, thì đây cũng chỉ là cái nhược điểm nhỏ nhỏ mà mình có thể tìm ra giữa hàng ngàn vô vàn điểm cộng trên. Mình nghĩ sau mức giá của nó mang lại thì thực sự những nhược điểm này chúng ta có thể bỏ qua, và có thể bỏ một số tiền ở dưới 2-3 triệu đồng để có thể sở hữu em này. Vậy thì các bạn thì sao? Nếu như các bạn có 2-3 triệu đồng, các bạn sẽ sở hữu sản phẩm laptop Lenovo iPad Gaming 3 này không? Hãy nhớ để lại phần comment bên dưới nha. Và các bạn không có đồ hay, đừng quên bấm like, share, subscribe, cùng subscribe tiếng chuông nữa, bấm vào đó để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào tới từ mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.